Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Sáng nay mùng 2 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là người duy nhất đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu để bầu Chủ tịch nước trong cuộc họp sáng mùng 1 tháng 3. Tờ trình trước Quốc hội sáng mùng 2 tháng 3 cho biết, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có uy tín và kinh nghiệm công tác tương đối toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Trung ương và địa phương. Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa diễn ra sáng nay mùng 2 tháng 3 tại nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. Hôm qua mùng 1 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II đã họp và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đến chiều tối ngày mùng 1 tháng 3, thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, căn cứ Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số 102/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa 15 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. Trước đó, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa 15 diễn ra chiều ngày 18 tháng 1, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quy Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate.